Làm thế nào để tự tin và tỏa sáng? Roy Bennett có một câu nói rất hay như thế này: bạn tỏa sáng một cách rực rỡ nhất khi bạn là chính mình. Hãy thử nhìn những đóa hoa thạch thảo này. Chúng tỏa sáng nhất khi nào? Có phải là khi nó là chính nó, là hoa thạch thảo, một cách đơn giản, mộc mạc, chứ không phải cố gắng để trở thành một loài hoa khác, không phải cố gắng để trở thành một đóa hồng rực rỡ và ngào ngạt hương thơm. Hoa thạch thảo tỏa sáng nhất khi nó được ở môi trường mà nó thuộc về, đó là giữa thiên nhiên, giữa nắng gió, trên một triền đồi, giữa một thảo nguyên, đó là khi mà nó tỏa sáng nhất. Hãy tưởng tượng những đóa hoa thạch thảo này ở trong một tủ kính ở trong viện bảo tàng. Liệu nó còn giữ được vẻ tỏa sáng chân thực của nó hay không? Vậy thì con người chúng ta cũng vậy thôi. Chúng ta thực sự tỏa sáng, chúng ta thực sự tự tin khi nào? Theo góc nhìn của tôi, một trong những chìa khóa quan trọng nhất để một ai đó có thể thực sự tỏa sáng, đó là khi mà họ chấp nhận tất cả những điểm chưa hoàn hảo của bản thân mình, chấp nhận tất cả những gì thuộc về mình như nó vốn có. Giống như hoa thạch thảo vậy, nó vốn là một loài hoa dại, cánh rất mỏng manh và cũng không có hương thơm gì đặc biệt, và nó đẹp theo cách đó. Nó không cố gắng nỗ lực để loại bỏ đi tất cả những yếu điểm này của mình để trở thành giống như hoa hồng, rực rỡ màu sắc và ngào ngạt hương thơm. Các bạn thân mến, chấp nhận những điểm yếu của mình và biến nó thành thế mạnh, biến nó thành điểm độc đáo của bản thân, đó mới là sức mạnh thực sự. Và một điều tuyệt vời nữa đó là khi bạn trở về với chính mình, bạn chấp nhận tất cả những gì thuộc về mình, chấp nhận những điểm chưa hoàn hảo của bản thân mình. Khi bạn làm được điều đó cho bản thân, thì đó cũng là lúc mà bạn không còn có nhu cầu phán xét hay chỉ trích người khác nữa, mà bạn sẽ chỉ tập trung nhìn vào những điểm tích cực, những điểm đẹp đẽ trong người khác mà thôi. Và có một câu nói trong tiếng Anh đó là: a beautiful person is somebody that only sees beauty in others. Câu này có nghĩa là gì? Một người thực sự đẹp, đó là người mà chỉ nhìn thấy những vẻ đẹp trong người khác. Và khi bạn tập trung và nhìn ra những vẻ đẹp trong người khác, đó là khi bạn tỏa sáng một cách thực sự. Và điều thứ hai để có thể có được sự tỏa sáng và tự tin thực sự, đó là hãy kiên định. Kiên định là như thế nào? Các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong một thế giới mà chúng ta liên tục được đưa cho những tiêu chuẩn, những chuẩn mực về mọi thứ. Về vẻ đẹp, về sự tự tin, về thành công, về hạnh phúc, thậm chí về việc chúng ta nên sống cuộc đời của mình như thế nào. Và vì thế, sự tỏa sáng, sự tự tin của một con người được đánh giá dựa trên những tiêu chuẩn trên TV, trên tạp chí, hay với những người nổi tiếng. Và đôi khi chính bản thân bạn cũng tự đánh giá bản thân mình bằng cách soi chiếu với những tiêu chuẩn đó. Và đó là lý do mà chúng ta cần có sự kiên định. Một sự kiên định, một sự vững vàng để đi theo chiếc la bàn ở bên trong bạn, đi theo những giá trị đích thực, những giá trị nội tại ở bên trong chính bạn. Đi theo những giá trị nội tại của bản thân để biết đâu là thứ thực sự quan trọng với bạn, đâu là lúc bạn thực sự tỏa sáng. Có thể với bạn, bạn cảm thấy mình thực sự được tỏa sáng khi bạn đang giúp đỡ một ai đó. Có thể bạn thấy mình tỏa sáng nhất khi bạn được ở trong căn bếp của mình và nấu những món ăn ngon cho gia đình, bởi vì đó là lúc mà bạn dốc cả trái tim, cả tình yêu của mình vào đó. Vậy thì hãy cho phép bản thân mình được làm nhiều hơn những điều này, mặc dù nó không nằm trong bất cứ một cuốn cẩm nang nào về tự tin hay tỏa sáng cả. Và khi bạn làm điều đó, bạn không những tỏa sáng là chính bạn, mà bạn còn tự tạo ra được sự bình an ở bên trong bản thân mình. Bạn bình an bởi vì bạn hòa hợp với khao khát và với một dòng chảy tự nhiên ở bên trong bạn. Và đó là khi mà một con người đẹp đẽ và tự tin nhất dưới góc nhìn của tôi. Vì vậy bạn thân mến, nếu như bạn cảm thấy có một tiếng gọi sâu thẳm bên trong bạn thì thầm rằng bạn muốn được hát, muốn được đàn, muốn được vẽ, muốn được viết hay muốn làm bất cứ một điều gì đó khác mà nuôi dưỡng cái sự sáng tạo, nuôi dưỡng cái tình yêu và đam mê trong bạn, thì làm ơn hãy từ bỏ việc lo lắng rằng mình liệu đã đủ giỏi hay chưa. Hãy cứ làm nó, hãy cứ hào phóng, hãy cứ mang tặng cho thế giới này một món quà mà không một ai khác có thể mang đến. Đó là bản thân bạn. Và một điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn về chủ đề tỏa sáng, về sự tự tin, đó là ánh sáng thực sự mà bạn có thể mang đến cho thế giới này là ánh sáng từ ngọn lửa ở trong trái tim bạn, chứ không phải là từ những thứ lấp lánh bạn khoác lên mình để nổi bật, để thu hút sự chú ý. Vì vậy, hãy mỗi ngày nuôi dưỡng ngọn lửa ấy ở trong trái tim bạn. Ngọn lửa ấy đến từ đâu? Nó đến từ nhiệt tình, từ nhiệt huyết. Khi bạn làm những việc bạn thực sự đam mê, bạn làm những việc bạn thực sự yêu thích.
Nó đến từ việc bạn cho phép mình được khám phá ra những thứ bạn yêu, làm những gì mang lại niềm vui và cảm giác hài lòng cho bạn, và cho phép bản thân mình được làm chúng, để cho ngọn lửa yêu thương này lan chảy sang những người quanh bạn. Nó còn đến từ việc bạn sống mỗi ngày một cách trọn vẹn nhất. Hãy thử quan sát những người xung quanh bạn, những con người mà bạn thấy tỏa sáng và tự tin nhất. Họ có phải là những người đang làm những công việc này hay không? Có một câu nói rất hay của Howard Thurman như thế này: đừng hỏi thế giới này cần gì, mà hãy hỏi điều gì khiến bạn đang thực sự sống, và hãy làm chúng. Bởi vì cái thế giới này cần là những con người đang sống thực sự. Và khi bạn sống thực sự, khi bạn để ngọn lửa trong trái tim mình cháy, đó là khi mà bạn đang tỏa sáng từ bên trong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Và hãy luôn luôn nhớ rằng, thế giới này rất cần bạn và những giá trị chỉ bạn mới có thể tạo ra.